Nối tiếp thành công của hai mùa đầu tiên, Phiêu lưu cùng Gulliver mùa 3 tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khán giả. Chương trình không chỉ giúp người xem hiểu hơn những nét tinh tế ẩn chứa trong văn hóa Nhật Bản, mà còn tạo ra những giây phút sảng khoái vui nhộn thông qua hành trình của khách mời là những diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng. Nhân vật chính trong tập phát sóng tại thành phố Hồ Chí Minh là hai diễn viên trẻ tài năng Thủy Anh và Quốc Khánh. Trước khi bấm máy những cảnh quay đầu tiên, ekip thực hiện chương trình đã có buổi làm việc chi tiết, tính toán kỹ các phương án sản xuất cũng như lên nội dung ý tưởng nhằm mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất. Ngoài hành trình tại thành phố Hồ Chí Minh, Phiêu lưu cùng Gulliver mùa 3 sẽ được thực hiện quay hình tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Sapa, Lào Cai.